Xin kính chào quý vị, hiện tại bão số 3 Maon đã đổ bộ vào Trung Quốc và sẽ tiếp tục di chuyển về phía đất liền các tỉnh Bắc Bộ nước ta gây mưa lớn, gió giật ở nhiều nơi. Dự báo bão số 3 di chuyển theo hướng Tây và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, trước khi trở thành áp thấp nhiệt đới, cơn bão này có thể kèm theo gió giật rất mạnh như kéo bay người đi kèm theo đó là mưa cực lớn ảnh hưởng nặng nề đến ba tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng. Đặc biệt bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An tổ chức bắn pháo hiệu tại 14 điểm báo bão số 3 Bão Maon. Còn các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng phương án sơ tán 135.000 dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét. Gió như kéo bay người ở Hà Nội. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào trưa ngày 25 tháng 8, bão số 3 Maon đã đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc do ảnh hưởng của hoàng lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ và Phù Liễn, Hải Phòng đã có gió giật cấp 7. Trong ngày 26 tháng 8, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km một ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch, long Vĩ, Cô Tô, có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, từ nay đến sáng ngày 26 tháng 8, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6, cấp 7. Từ nay đến đêm 26 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm, Thanh Hóa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Theo chuyên gia Trần Quang Năng, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vùng mây bão xung quanh đã bắt đầu tác động đến vịnh Bắc Bộ gây mưa dông, gió giật mạnh trên phía bắc vịnh Bắc Bộ và trên đất liền khu vực Đông Bắc đã mưa từng đợt nặng hạt. Ông Năng cho hay, đây là cơn bão có quỹ đạo di chuyển hướng về phía các tỉnh phía nam của Trung Quốc. Trong 12 giờ tới, bão sẽ đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó bão di chuyển dọc theo vùng đất liền ven biển Trung Quốc và hướng về các tỉnh Đông Bắc nước ta, Cường độ bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi tiếp cận vào khu vực móng cái Quảng Ninh, sau đó áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng núi phía Bắc và suy yếu thành vùng áp thấp trong ngày 26 tháng 8. Riêng khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 26 tháng 8 có mưa to đến rất to và dông, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 180 mm. Tại Hà Nội, bão số 3 đã khiến nhiều tuyến phố ngập nước. Người đi đường ở nhiều khu vực phải dừng lại tìm chỗ trú tránh vì rất khó di chuyển. Thậm chí, nhiều người cho rằng khi di chuyển nhanh trên đường, mưa to và gió mạnh, thỉnh thoảng còn có từng đợt lấp xoáy, tưởng như kéo bay cả người được. Do sức ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến một số tuyến phố ngập úng cục bộ và đổ cây. Lãnh đạo một xí nghiệp thoát nước ở Hà Nội cho biết, dự báo từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 8 ở Hà Nội sẽ có mưa to, có thể rất to. Cường độ mưa lớn tập trung vào đêm 25 tháng 8, ngày 26 tháng 8, hiện xí nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống có thể xảy ra. Mới nhất, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố vừa có công điện số 03/CDBCH về việc ứng phó với cơn bão số 3 Maon. Công điện nêu rõ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện thị xã và các sở ban ngành tăng cường kiểm tra các trọng điểm sung yếu về đê điều hồ đập công trình thủy lợi công trình tiêu thoát nước công trình xuống cấp công trình đang thi công các hộ dân đang sản xuất sinh hoạt khu vực bờ bãi ven sông hồ trên địa bàn chủ động ứng phó kịp thời với mọi diễn biến của thiên tai sự cố bảo đảm an toàn công trình tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân ở những khu vực có khả năng ngập úng có nguy cơ sạt lỡ hư hại hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra các quận huyện thị xã chuẩn bị lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết các điểm đen thường xuyên ngập úng trong khu vực dân cư chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn quản lý trong giữ không để trẻ em chơi đùa đi lại tại khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị, chuẩn bị lực lượng ứng trực khơi thông hệ thống sông, mương tiêu, các hố ga, đảm bảo thoát nước nhanh khu vực nội thành. Các công ty thủy lợi chủ động phương án vận hành, linh hoạt hệ thống công trình thủy lợi để tiêu nước đệm, đặc biệt là các khu vực sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội chuẩn bị lực lượng ứng trực kịp thời để giải tỏa cây đổ khi có mưa to gió lớn. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát, bảo đảm phương án cấp điện phục vụ tiêu úng chống ngập và sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Hoàng Lưu bão số 3 đã ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta với lượng mưa lớn nhất lên tới 200 mm trong thời gian ngắn. Nhiều khu vực đô thị trong đó có Hà Nội nguy cơ ngập lụt. Ngày 25-26 tháng 8, hình thái này di chuyển nhanh theo hướng Tây với vận tốc 25-30 km trên giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6. Trong đợt này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ thượng lưu các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 1 và 2, các sông nhỏ thượng lưu các sông ở thành hóa lên mức báo động 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp. Đáng lưu ý, nhiều khu đô thị thuộc các tỉnh thành phố khả năng ngập lụt như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, thành phố Hà Long, Cẩm Phả, Lạng Sơn, Bắc Giang và Thái Nguyên. Trong khi đó, lượng mưa ghi nhận được ở Hải Dương có thể đạt từ 100 đến 200 mm một đợt. Các tỉnh thành phố Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình mưa nhỏ hơn, dao động từ 80 đến 150 mm. Mưa ở Nam Định và Ninh Bình là 50 đến 100 mm. Với diễn biến của bão số 3 như nhận định trên, toàn bộ khu vực phía bắc của Vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển khu vực Đông Bắc đề phòng có gió giật mạnh, hoàn lưu bão gây thời tiết nguy hiểm. Do vậy trên khu vực Vịnh Bắc Bộ trong đó có các huyện đảo như Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão sát với khu vực đất liền Trung Quốc có nơi gió cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Các tàu thuyền và các hoạt động nuôi trồng thủy sản trong khu vực này cần chú ý việc đảm bảo an toàn. Do ảnh hưởng của hoàng lưu bão, từ chiều 25 đến 26 tháng 8, khu vực Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa lớn với lượng mưa được dự báo là 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Mưa tập trung trong khoảng thời gian hơn một ngày và cường độ mưa tập trung cao điểm nhất là đêm 25 tháng 8, nên lũ quét, sạt lở đất, ngập cục bộ ở khu vực trũng thấp, đô thị có nơi xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đáng chú ý, Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An tổ chức bắn pháo hiệu tại 14 điểm báo bão số 3 Ma On. Còn các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng phương án sơ tán 135.000 dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét. Quảng Ninh ứng phó với bão số 3. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đến 6 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 8, Bộ đội Biên phòng đã hướng dẫn cho hơn 33.000 tàu, trên 109.000 người ở khu vực Vịnh Bắc Bộ chủ động di chuyển phòng tránh bão. Trong đó, có 7.000 tàu, trên 25.000 người đang hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ, hiện các tàu đã nắm được thông tin về diễn biến bão và đã di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm tổ chức bắn pháo hiệu tại 14 điểm ở các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Riêng đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về bão số 3 cho 398 tàu du lịch, 98 tàu vận chuyển khách tuyến đảo, 6.250 tàu cá sẵn sàng về nơi neo đậu khi có lệnh. Địa phương này cũng thông tin về bão cho khoảng 3.600 du khách, trong đó có 1.500 khách trên các đảo. Các khách này được di chuyển vào đất liền trong sáng nay. Đối với nhóm khách lựa chọn ở lại đảo, chính quyền đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú bố trí nơi ở đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An tổ chức bắn pháo hiệu tại 14 điểm báo bão số 3 bão Maon. Còn các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng phương án sơ tán 135.000 dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét. Theo báo cáo tổng hợp, các tỉnh miền núi phía Bắc đã rà soát dân cư ở các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời sẵn sàng phương án sơ tán hơn 135.000 người theo diễn biến mưa lũ. Các địa phương có số người lớn cần sơ tán là Phú Thọ, trên 58.000 người, Hòa Bình, trên 25.000 người, Lạng Sơn, hơn 18.000 người. Bão số 3 di chuyển theo hướng Tây và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Tiếp đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km h giờ. Vùng nguy hiểm trên biển đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía bắc vĩ tuyến 20 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 112 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Phú Thọ, Đà Bắc, thành phố Hòa Bình, Hòa Bình, các huyện sau đây cần phải chú ý theo dõi. Yên Lập, Phú Thọ, Mai Châu, Tân Lạc, Hòa Bình, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư. Vùng trũng thấp đối với huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Các huyện sau đây cần chú ý theo dõi. Phú Hòa, Đông Hòa, Sông Hinh, thành phố Tuy Hòa, cấp độ rủi ro, thiên tai cấp 1. Theo cảnh báo của các chuyên gia khí tượng, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối khu vực miền núi, lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất đá. Các chuyên gia khuyến cáo để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra, đối với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh, có phương án sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn, nhất là đối với người già, trẻ em Mỗi người cần nắm chắc và sử dụng thành thạo bản đồ, nguy cơ ngập lụt, làm chủ các phương án sơ tán và chủ động trong phòng tránh, thành lập các đơn vị xung kích cứu nạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ giúp dân sơ tán, tìm kiếm cứu trợ, cấp cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân trong thời gian có lũ quét. Ngoài ra, người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất. Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực đêm 25 tháng 8 và ngày 26 tháng 8. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Riêng đêm và sáng, khu vực ven biển Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật cấp 6, cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa to đến rất to và dông, gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng Thanh Hóa nhiều mây có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Có nơi nắng nóng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Quý vị và các bạn thân mến, thân ta... Tạ... <laughs> quý vị và các bạn thân mến, thiên tai luôn đi kèm với mất mát. Dù bằng cách này hay cách khác thì mỗi trận bão đi qua đều để lại những thiệt hại cả về người và của. Vì vậy để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, người dân hãy chú ý cập nhật thông tin, neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đặc biệt lên kế hoạch để sắp xếp công việc cho phù hợp trong những ngày bão Maon on đổ bộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về cơn bão này. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.